Theo con số thống kê mới nhất năm 2019, gần 140.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Nhiều người đi làm nhưng lại không đáp ứng được đủ kỹ năng để theo đuổi công việc. Ngoài nguyên nhân là do chủ quan từ phía người học, thì một yếu tố khác đó là việc thực hành ở môi trường học vẫn còn thiếu. Trong bối cảnh đó, thì nhiều trường đào tạo bắt đầu thay đổi phương thức giảng dạy thành mô hình trường đại học ứng dụng, thu hút sinh viên đăng ký nguyện vọng. Thường xuyên mời các nhân sự cấp cao trong ngành về chia sẻ và đào tạo, thậm chí là mua hệ thống phần mềm giao dịch ngân hàng để cho sinh viên làm quen. Đây là cách mà trường đại học này đang triển khai. Kết quả là 95% sinh viên ra trường đã có việc làm trong năm ngoái. Các doanh nghiệp đến trực tiếp đào tạo, các em sẽ cập nhật được những cái nhu cầu của doanh nghiệp, những cái kiến thức thực tế của doanh nghiệp. Và sau đó thì ra trường vừa là có kiến thức thực tế và vừa là có cái mối quan hệ với các doanh nghiệp và có thể đến trực tiếp các doanh nghiệp đó làm việc luôn. Với nhu cầu có thể bắt nhịp được với công việc, nhiều sinh viên bắt đầu lựa chọn các trường theo tiêu chí ứng dụng. Người học liên tục trải nghiệm thực tế. Chương trình học cũng được cập nhật liên tục theo sự vận hành của thị trường. Thực tập tại các doanh nghiệp ngay từ năm đầu tiên, em được thực tập tại khách sạn, cảm giác như mình đang là một nhân viên của khách sạn thực sự, xử lý được các tình huống thực tế nhiều hơn. Ra trường và mình có thể tự tin, có thể tham gia các cuộc phỏng vấn tại các doanh nghiệp. Theo khảo sát từ các đơn vị tuyển dụng, có đến hơn 60% sinh viên ra trường cho rằng những gì học ở trong trường đều không đáp ứng được nhu cầu làm việc, đặc biệt là trong các ngành cần kiến thức chuyên môn cao. Đối với những người mà có cơ hội để có thể tìm kiếm được những việc làm cao, thì cái khả năng nắm bắt giữa lý thuyết với cả thực hành là phải tốt. Thì nếu như trong trường hợp nhà trường có những cái cơ chế để khiến cho các bạn có thể là vừa thực tập này hoặc là được làm trực tiếp, thì cái khả năng sau này các bạn có thể là bắt nhịp được với công việc thực tế nó sẽ cao hơn. Trong bối cảnh các doanh nghiệp tái cơ cấu nhân sự vì dịch COVID-19, thì lợi thế sẽ dành cho những người có kỹ năng làm việc và kiến thức chuyên môn tốt. Nếu nhà trường đào tạo theo định hướng doanh nghiệp thì sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc tuyển dụng nhân viên, giúp con đường kiếm việc làm rộng mở hơn.